Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Nga giàn dựng màn trình diễn của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu. Lần đầu tiên sau 2 tuần vắng mặt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, 66 tuổi, trước công chúng đã được hình ảnh viện về và những hình ảnh về ông đã được lan truyền. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video hôm tối thứ Bảy cho thấy ông Shoigu chủ trì một cuộc họp về ngân sách quốc phòng của Nga. Nhưng những hình này đã gây xôn xao dư luận rất nhiều. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu bất ngờ xuất hiện trên truyền hình sau thời gian dài vắng bóng. Đoạn video không được ghi ngày tháng, nhưng theo các hãng thông tấn của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng ám chỉ cuộc họp với Bộ trưởng Tài chính diễn ra vào thứ Sáu. Florian, giáo sư khoa học máy tính và truyền thông tại Đại học Kỹ thuật Nürnberg của Đức đã đưa tin trên trang Twitter cáo buộc người Nga dàn dựng đoạn video này, đặc biệt đề cập đến cảnh các sĩ quan quân đội cấp cao. Cảnh này đã được hiển thị hai lần trong video được chỉnh sửa. Theo giáo sư, một đoạn video đã được sử dụng, trong đó các quý ông trông lạc quan nhất. Kavit là một chuyên gia về thao tác kỹ thuật số. Kết luận của ông nói rằng, tôi không thể tránh khỏi cảm giác rằng các khả năng kỹ thuật tuyên truyền của Nga đôi khi được đánh giá quá cao. Các hình ảnh phản chiếu, trong đó có lá cờ của Nga đằng sau ông Shoigu trong video cũng gây thêm lý do cho cáo buộc giàn dựng. Bởi vì trong đó không hề nhìn thấy chính ông bộ trưởng trong hình phản chiếu. Nhưng điều đó cũng có thể là do góc quay. Đây là hình ảnh bản thân ông Putin đã từng thừa nhận được đề xuất thêm người đóng thế khi xuất hiện trước công chúng. Được biến mất trong thời gian dài của Shoigu trước công chúng gần đây đã làm dấy lên rất nhiều đồn đoán. Đó là hai lời đồn về sự mất tích của ông. Ông Shoigu đã bất đồng với Putin trong cuộc xâm lược Ukraine và bị loại ra, hoặc ông bị ốm nặng. Cố vấn của chính phủ Ukraine Anton thì viết trên trang Facebook rằng ông bộ trưởng người Nga bị nhồi máu cơ tim. Trước những đồn đoán của Bộ trưởng Quốc phòng không còn xuất hiện trước công chúng do vấn đề sức khỏe, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, Bộ trưởng Quốc phòng có rất nhiều việc phải làm và lúc này giữa cuộc xung đột ở Ukraine không phải là thời gian để xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov, bản thân ông ta cũng đang nằm trong danh sách cấm vận của các nước phương Tây. Trong video của Bộ Quốc phòng, ông Bộ trưởng nói rằng các đơn hàng đặt hàng và tiếp liệu quốc phòng đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp những khó khăn mà chúng tôi đang phải đối mặt hiện nay. Shoigu rõ ràng đang đề cập đến các biện pháp trừng phạt sâu rộng mà phương Tây đang áp đặt vì các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Nhưng các biện pháp trừng phạt đã có hiệu lực ngay trong vài tuần này. Shoigu có bài dường như có phải ông ta bàn giao mệnh lệnh hay không. Đáng chú ý là trong đoạn video được công bố hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã không phát biểu một lần nào về hoạt động đặc biệt của quân đội Nga tại quốc gia láng giềng. Nhìn chung, chủ đề về Ukraine hoàn toàn không được đề cập trong video, như thể cuộc chiến của Putin hủy diệt đất nước này không tồn tại, như thể theo ước tính của quan sát viên thì không phải hơn 10.000 lính Nga đã chết trong chiến dịch này. Điều đó sẽ trở nên khủng khiếp khi người dân Nga biết được một thực tế như vậy. Đây là hình ảnh quân Nga xâm lược bị thiệt hại nặng nề tại Ukraine, những chiếc xe tăng bị bắn tung nắp. Các chuyên gia coi việc không đề cập đến chiến tranh như một dấu hiệu cho thấy Shoigu phải bàn giao trách nhiệm điều hành chiến dịch cho Putin và có thể là các mật vụ của Nga khác sau khi chiến dịch dưới sự lãnh đạo chính thức của ông ta đã trở thành thảm họa. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có rất nhiều việc phải làm vào lúc này. Hôm thứ Năm, Điện Kremlin đã thông báo về cuộc nói chuyện giữa Shoigu và nhà độc tài Điện Kremlin Vladimir Putin, 69 tuổi, về một báo cáo về diễn biến của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bình thường, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền hình nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, ông đã không thực hiện bất kỳ lịch làm việc công khai nào kể từ ngày 11 tháng 3 đến nay. Và sự xuất hiện vào ngày hôm nay 26 tháng 3 vẫn đang còn gây tranh cãi với mọi người. Kính mời các bạn xem bản tin Nga ngấm đòn về cuộc chiến tranh tổng lực của phương Tây.
các nhà lãnh đạo Nga không còn biết bất kỳ giới hạn nào khi sử dụng các luận điệu chiến tranh. Ông Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov giờ đây cáo buộc phương Tây đã tuyên bố chiến tranh tổng lực với Nga. Các chính trị gia châu Âu cũng dường như sử dụng thuật ngữ này từ nước Đức của thời Hitler trước đây, nhưng ông không đưa ra bằng chứng nào về điều đó. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói về một cuộc chiến hỗn hợp nhằm vào Moscow. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói tại cuộc họp với đại diện của một viện ngoại giao rằng hôm nay họ tuyên bố một cuộc hỗn chiến thực sự đối với chúng ta, một cuộc chiến tổng lực. Thuật ngữ này được sử dụng ở nước Đức của Hitler, giờ đây được sử dụng bởi các chính trị gia phương Tây khi họ nói về những gì họ muốn làm với Liên bang Nga. Và cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày một khốc liệt với cái chết của hơn 10.000 binh sĩ Nga, và hiện nay thì đang ngày càng nghiêm trọng. Đây là hình ảnh các vũ khí của các nước thuộc khối NATO viện trợ cho Ukraine chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Vẫn chưa rõ có chính trị gia của châu Âu nổi tiếng nào đã sử dụng thuật ngữ này trong vài tuần nay hay không. Vào năm 1943, Bộ trưởng tuyên truyền Đức Quốc xã khi đó là Joseph Goebbels đã kêu gọi rằng chiến tranh tổng lực trong bài phát biểu khét tiếng của mình tại Sportpalast. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng các chính trị gia châu Âu muốn tàn phá, bẻ gãy, tiêu diệt, bóp nghẹt nước Nga. Khi chúng tôi thấy sự phi pháp của các lệnh trừng phạt, tất nhiên rõ ràng rằng tất cả những giá trị mà các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đã không ngừng giao giảng cho chúng tôi, đó là quyền tự do ngôn luận, nền kinh tế thị trường và quyền bất khả xâm phạm của tài sản tư nhân, sự giả định vô tội là vô giá trị. Đây là hình ảnh nước Nga đã bị cấm vận chưa từng thấy với hơn 5.000 lệnh cấm vận khắp nơi vì đã đưa quân xâm lược Ukraine vào hôm 24 tháng 2 năm 2022. Do cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, 7 cường quốc kinh tế của hàng đầu thế giới G7 và châu Âu đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới vào hôm thứ Năm nhằm khiến giao dịch vàng trở nên khó khăn hơn đáng kể đối với Nga. Mỹ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với hàng trăm thành viên Quốc hội Nga và các thành viên khác của gói Tinh Hoa Nga. Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ cũng thông báo rằng họ sẽ cung cấp thêm 15 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho châu Âu trong năm nay, cùng với các đối tác quốc tế khác. Trong dài hạn, số lượng dự kiến sẽ tăng lên 50 tỷ mét khối mỗi năm. Điều này có thể thay thế khoảng 1/3 lượng khí đốt nhập khẩu hiện tại từ Nga.